Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ban hành văn bản hỏa tốc ngày 16 tháng 1 về việc tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở trái cây tươi đến cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành ở Lào Cai, Bắc Sơn, Trung Quốc để xuất khẩu. Văn bản nêu rõ từ ngày 12 tháng 1 năm 2022, phía tỉnh Vân Nam Trung Quốc đã khôi phục lại hoạt động nhập khẩu đối với các mặt hàng trái cây tươi qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành ở Lào Cai, Bắc Sơn, Trung Quốc. Tuy nhiên, do công tác phòng chống dịch COVID-19 của phía Trung Quốc tại khu vực cửa khẩu được triển khai rất nghiêm ngặt với số lao động bốc xếp lái xe trung chuyển đối với mặt hàng trái cây tươi ít, thời gian thực hiện quy định kiểm soát phòng chống dịch tăng, nên năng lực thông quan hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, Lào Cai, Bắc Sơn, Trung Quốc đối với các mặt hàng trái cây tươi còn hạn chế. Tính từ ngày 12 tháng 1 đến hết ngày 15 tháng 1, chỉ thông quan được 60 xe chở mặt hàng trái cây tươi, trung bình chỉ đạt từ 15 đến 20 xe mỗi ngày. Mặt khác, đến thời điểm hiện tại, lượng phương tiện vận chuyển mặt hàng trái cây tươi với thanh long, xoài, dưa hấu, mít, v.v. xuất khẩu đang tồn ở cửa khẩu Lào Cai đã lên đến gần 1.000 xe và vẫn đang tiếp tục được đưa lên từ các tỉnh với số lượng trên dưới 100 xe mỗi ngày. Với tình hình hiện tại, năng lực đáp ứng của các kho bãi tập kết hàng hóa của cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành đã quá tải và không thể tiếp nhận được thêm phương tiện đến tập kết chờ xuất khẩu. Vì vậy, để tránh việc phương tiện đưa lên cửa khẩu bị ùn tắc, giảm thiểu rủi ro hàng hóa xuất khẩu phải đưa bãi dài ngày trong điều kiện không đảm bảo, phát sinh thêm chi phí gây thiệt hại kinh tế cho người dân doanh nghiệp. Vì vậy, Lào Cai sẽ dừng tiếp nhận phương tiện chở hàng hóa trái cây tươi lên cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, Lào Cai, Bắc Sơn, Trung Quốc để xuất khẩu sang Trung Quốc. Thời gian thực hiện từ 0 giờ ngày 18 tháng 1 cho đến khi có thông báo mới. Lào Cai cũng đề nghị các tỉnh, thành phố có hàng hóa xuất khẩu qua địa bàn tỉnh Lào Cai phối hợp thông tin rộng rãi tới các doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân v.v. về việc tạm thời dừng đưa mặt hàng trái cây tươi lên các cửa khẩu của tỉnh Lào Cai để xuất khẩu sang Trung Quốc, giảm thiểu rủi ro cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân v.v. Trước tình trạng ùn ứ xe nông sản, địa phương cho biết cũng sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, đồng thời thường xuyên trao đổi, hội đàm với các cơ quan chức năng phía tỉnh Vân Nam Trung Quốc để tạo điều kiện thuận lợi, nâng cao hơn nữa năng lực thông quan tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 đối với các mặt hàng trái cây tươi nói trên và tất cả các loại hàng hóa nói chung. Như vậy, sau Lạng Sơn, Quảng Ninh thì tới lượt Lào Cai đã chính thức ra thông báo về việc không tiếp nhận thêm các xe nông sản tới địa phương này để xuất khẩu sang Trung Quốc. Do gặp khó trong khâu xuất khẩu, hiện nhiều thương lái đã bắt đầu cho xe quay đầu để tiêu thụ trong nội địa. Các loại hoa quả bày bán tại nhiều tuyến phố của thủ đô Hà Nội như dưa hấu, mít, sầu riêng, thanh long, v.v. đang có mức giá rất rẻ, vài nghìn đồng một kg.